Dạ, em tên là Bảo Bảo Châu, hiện nay là học lớp 12, là 18 tuổi. Thì trước giờ em luôn học ở trường Quốc tế Á Châu, cho nên là em có cơ hội được tiếp xúc nhiều với lại các giáo viên nước ngoài và cũng học được nhiều với cái văn hóa nước ngoài. Cho nên là em muốn được kiểu đi du học để được trải nghiệm nhiều hơn, thực tế hơn. Nếu mà thời điểm này đi du học thì em nghĩ là ổn, tại vì kiểu bây giờ bắt đầu qua các em bắt đầu học được tiếp xúc cái môi trường đó, khi mà kiểu còn trẻ thì em có được kiểu tự do để học hỏi nhiều thứ hơn, rồi sau đó em có thể phát triển tốt hơn. Thật ra em nghĩ là cũng lâu lắm rồi, tại vì là em đã muốn đi du học từ kiểu đầu cấp 2, khi mà em thấy nhiều bạn em rất là đi du học, em cũng muốn đi. Thì lúc đó bắt đầu từ lúc đó là ba mẹ đã tính là cho em đi du học rồi, nhưng mà kiểu lúc đó còn nhỏ quá chưa có an tâm. Bây giờ là thời điểm em thấy là thích hợp để được đi du học, cho nên là cứ đi thôi, nó rất là tự nhiên, nó không có phải chuẩn bị kỹ càng. Chọn đi Canada tại vì ở Canada có môi trường tốt, nó không có bị, em thấy là so với Mỹ thì Canada nó ít cái vấn đề không bị chủng tộc với lại nhiều cái vấn đề trong xã hội hơn. Trường của em học là Prince Edward Island University, là nó ở một cái đảo của Canada, cái vùng đảo lớn luôn. Thì ở cái trường này nó có cái môi trường rất là tốt, tức là kiểu nó ở trên đảo ấy, cho nên cái không khí tốt nè, rồi khuôn viên trường cũng rất là rộng. Kiểu nó cũng là một đảo du lịch nữa, cho nên là em có thể kiểu vừa học mà vừa kiểu tham quan xung quanh đảo. Qua Canada thì vừa học cái ngành của em là marketing, rồi sau đó em còn muốn được đi làm thêm part time job để được học thêm những cái lối sống bình thường của người Canada. Ngoài ra thì Canada là cái đất nước mà đại khái là song ngữ, vừa họ nói tiếng Anh vừa nói tiếng Pháp, cho nên em cũng mong là được học ít tiếng Pháp ở Canada. Em xin cảm ơn ba mẹ vì đã bỏ thời gian công sức tiền bạc để cho em được cơ hội đi du học. Bạn sẽ cố gắng đã làm hồ sơ cho em, và em thấy là chị rất là chu đáo và cẩn thận, giấy tờ là rất tỉ mỉ luôn.